Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Đây là trái vú sữa cuối cùng trên cái cây này. Ôi, vú sữa nhà Lợi giờ này vẫn còn trái luôn. Đó. Cái gì vậy Bo? Hả? Chào cô kheo khán giả ấy con. Chào khán giả. Ờ, giỏi quá. Hả? Hôm nay hai vợ chồng Lợi sẽ làm món vịt gì ta? Vịt cà ri vịt. Đây mua được một con vịt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ mần thôi. Trong thời gian chờ đợi Lợi sẽ đi dạo một vòng. Hello vợ. Chào cả nhà. Coi cái gì vậy? Cả nhà coi mắm tàu nga nè. Cả nhà ngồi thái đó. Mà cha không xịt thuốc, bữa nay bị rầy rồi cả nhà ơi. Uổng quá vậy? Uổng quá à. Nè. Chín không? Chưa, vậy mà cha không chịu bịch lại. Rồi, em phá trái dưa nữa rồi. Cái này chắc hái vô chứ chưa chắc gì đã ăn được cả nhà ơi. Chín rồi kìa, nó nứt ruột, nó nứt da rồi. Mấy bữa nay trời mưa sợ bị hư bị dòi quá nè, chín hột trái rồi nè. Ừ. Cái này chắc chưa đâu. Đằng đây trái này chín luôn rồi nè. Dưa này là kìa, nó nứt cuốn ra kìa em. Chín luôn rồi. Đó. Đó, cả nhà thấy được hai trái. Trái này là trái dưa gì ta? Dưa hoàng kim. Ủa? Dưa lê tròn chứ hả ta? Không có dưa lê luôn. Hỏi cha coi. Dưa gan đó. Mà chị bà chị. Ăn nó y chang như dưa gan vậy anh. Trời ơi ông ngoại ơi. Có một cây đó cắt giờ ăn món gì vậy anh? Kìa ngon quá trời luôn. Ủa thanh long này mùa hay gì mà ra nụ quá to vậy? Ủa lá cách tươi quá trời ngon luôn. Kìa, thanh long quá trời nụ luôn. Thanh long giờ trời mưa xuống á cả nhà, ra nụ ngập tràn luôn mà giờ rẻ rề sạch. Mẹ. Có ngàn hai ngàn ký. Wow, đẹp kia chứ cả nhà. Đó, cả nhà mì hôm bữa đào ra là mẹ đã lột ngâm muối qua một đêm rồi nè cả nhà. Bữa nay sẽ mài ra dắt cục để nấu cà ri vịt. Còn một nửa thì để xem là món gì nướng hoặc là làm bánh tằm nha cả nhà. Cái này củ bự quá, để lâu chắc nó muốn chạy chỉ luôn á. Đó, mình ngâm lâu gì là lát mình mài ra nó mềm lắm. Thôi ngon quá. Nhìn vậy thôi chứ nấu rồi nó vàng lắm á cả nhà. Có bỏ miếng nào không mẹ hay là lấy hết luôn? Cũng phải có bỏ. Vậy mà đòn ra quá trời, này còn cũng 4-5 ký á. Mấy củ có như vậy là ngon nè. Bây giờ mài ra. Mình giò viên mình hấp để nấu cà ri một nửa. Một nửa để coi lát mẹ nấu bánh tằm, làm bánh tằm hay là nướng đậu xanh á cả nhà. Mình búa lại nha. Nó nhuyễn hơn mình đi mày tiệm. Mày tiệm nó cục dữ lắm. Cái nhà này có để ý không, nó vàng lắm á. Người anh chị ở xa quá xin giống mà không biết sao gửi. Mình mài gì nè, chứ mình một cách mình chắc. Lấy miếng giấy mùng á, mình chắc ra. Cái mình lấy cái nước mình lắng lại. Lát nó sẽ đóng lại một lớp rất là tinh bột mì nữa. Đấy, cái đó là ngon nhất đó cả nhà. Bây giờ lát nó ra nước lắm. Như đây mà mài tay ở nhà là đã luôn á cả nhà. Cái này mà hấp bánh ít tròn chắc nó lên màu đẹp ngon lắm. Cũng như cái màu. Cái lò mài này con mới mua lắm bé ghê. Đây mình khỏi cần bỏ đường vàng luôn, nó cũng đã vàng rồi. Đó, bây giờ lần lượt là mình mài xong cho đến hết luôn. Chiều nay mình sẽ mua một con vịt xiêm. Có nửa tiếng đã mài được nhiêu đây rồi nè cả nhà, nhiều ghê chưa? Màu vàng. Ồ, màu vàng quá trời đẹp luôn. Lát hấp lên nó còn vàng dữ nữa. Này mình mài nó hơi lâu một chút mà phải cẩn thận khúc cuối nè cả nhà, để nó bén dữ lắm. Đó, bây giờ sẽ mài tiếp tục nha cả nhà.
khoai mì thì giờ nhà mài được như một thao rồi nè cả nhà, chút xíu nữa mình sẽ nướng. Khoai mì vàng đẹp quá cả nhà ha. Ủa giờ viên viên chi vậy? Cái này để em nấu cà ri đó. Vậy nó cà ri mà có khoai mì nữa. Đúng hả? Rồi, thì mình không nấu, mình có khoai mì thì mình nấu nó ngon. Giờ em luộc xong rồi em bỏ vô ha sao? Ngộ ta. Có trộn bột gì trong đây không? Không rồi, đây coi. Khoai mì không á, với cái tinh bột mì mà lúc mà lời rắc cái nước lắng á. Ồ. Còn giò viên này nè. Thôi mình hấp là mình bỏ vô cà ri thôi. Bây giờ là vợ lại đang ớt cà ri á cả nhà. Cái này giống vịt sim quá vợ. Đúng rồi, em mua vịt sim mà. À. Vịt sim thịt nó nhiều hơn vịt nào kia hả em ha. Nó không bị mỡ. Vịt trắng. Sao giờ bỏ nghệ vô nữa hả? Đúng rồi, sao nó màu vàng. Cái phao câu kìa cả nhà. Này mình ớt bao lâu vợ? Thì 10 phút hả, có thời gian thì anh hớt 20 phút, còn không thì nấu liền nó cũng thấm vô, tại mình nấu mình hầm nó lâu mà. Cái này nấu nó đỡ mỡ hơn vịt trắng. Ngon quá cả nhà ha. Rồi giờ lại nè cả nhà. Giờ lại cho tỏi phi vô nha cả nhà. Đó. Cái này thì là không ướt cà no cả nhà ơi. Cái mùi cà ri là nó không có chịu mùi cà no. Chúng ta ướp muối, đường, bột ngọt thôi đúng không? Đúng. Với lại cái bịch cà no. Ủa, cà ri. Xả nè, lá cháy thì là bỏ vô. Mẹ cháy xả rồi nè. Mẹ làm sẵn trước rồi. Cái tô này tô hồi xưa nè. Thơm quá. Ủa xả đó mình cháy lên rồi hả? Rồi, em mẹ cháy lên rồi đó. Ủa cha, cái chân cha để luôn, không có chặt làm hai luôn hả? Ngon quá cả nhà ơi. Ôi vậy là bây giờ sẽ bỏ cái phần nước cốt vô nha cả nhà. Nước cốt dảo. Một lát dảo hả? Chín mới bỏ nước cốt lên nhất. Coi chừng cái cặn cái xương cái xác á. Trời cả nhà ơi, thơm. Bát ngát luôn. Bát ngát rồi mây trộn lên vậy. Rồi này là lấy bánh mì chấm là xiền luôn nha cả nhà. Ai ăn bún thì ăn, em có buôn ký bún nữa. Tí là anh ăn bánh mì. Trời ơi, đó em chan bún mà anh thử thì ngon. Trời ơi, đam một chén muối ớt siêu ngon anh ha. Anh đam miếng muối ớt đi, cay cay. Ôi trời ơi. Thơm quá trời cả nhà ơi. Cái gì mà viên đã dữ vậy? Để bỏ vô cà ri đó, thay thế khoai lang. Ồ, cái nắp đúng vậy. Rồi giờ mình bỏ vô nồi cà ri hả? Nó như nghệ vậy chị nữ. Ôi, đẹp quá. Quá trời luôn. Rồi giờ em bỏ vô trong đó luôn hay sao? Cái này là nướng nè cả nhà. Bây giờ mình bỏ đậu xanh với nước cốt vô, mình trộn, mình nướng. Cái đậu xanh hơi nhiều rồi. Bỏ lại bớt. Lát thôi mẹ mua rau má về xay uống ngon lắm á. Trộn nước cốt nữa nè. Ra ngoài chợ mua bịch rau má sẵn 10.000 á. Hả, muốn ngon nữa bỏ miếng sữa đặc vô cả nhà. Sao bỏ miếng sữa đặc vô. Ồ, mấy con ruồi này khoai mì mà cũng không tha nữa. Còn như đây em chừa lại đi, em dò dưa em nấu chè. Ủa cái này mình nhồi xong rồi chừng nào mới bỏ nước cốt vô, mẹ có bỏ đường không? Có đường nước cốt vô. Đường hả? Thắng chung nước cốt hả? Thắng chung nước cốt là nó nguội cho cái này mình bỏ mình đi bỏ vô mình nướng hả? Bỏ vô cái mình lấy ra mình nướng. Ồ nhìn ngon quá cả nhà. Nó mình muốn ngon đậm đặc béo mình cho một miếng sữa đặc nữa nha cả nhà. Bởi vì này không cần xài đường vàng luôn. Không lát nó cũng lên màu vàng nữa. Rồi được rồi ha. Rồi được rồi, mẹ để nó nhão quá. Lát còn nước cốt rồi luôn nữa là bả chị rồi mấy để em đó. coi nướng ở nhiệt độ bao nhiêu ngộ ghê cả nhà. Nước cốt mà màu sữa bây giờ mà bỏ đường vô nấu ấy trở thành gì nè cả nhà. Đó mình trộn vô cái này mà
đậu xanh nhiều cũng ngon đó mẹ. Như bánh đậu xanh nướng vậy đó. Thả lát không nhạt, bỏ thêm đậu xanh đi mẹ. Nó có nướng con Thái ăn có đậu xanh lắm, nó mềm. Mấy con ruồi này tức ghê luôn á, phơi mì mà cũng bu nữa, không có một miếng sơ nào luôn nha cả nhà. Còn giá nữa đi. Rồi bây giờ mẹ lại sẽ bỏ cái củ hành vô nha. Khoai mì thì mẹ là cũng bỏ vô luôn rồi. Chút xíu chắc là ăn khoai mì không quá. Mẹ bỏ rau câu vô hay gì mẹ? Không có nước cốt nhất. Rồi mẹ bỏ vô luôn đi. Ồ, nước cốt nhất nha cả nhà. Cho nó đủ độ béo. Tuyệt vời. Rồi bây giờ là chuẩn bị dọn lên ăn thôi. Xin chào cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món cà ri nha. Có bún với lại bánh mì. Nội ăn bún hay bánh mì? Nội ăn bún hả? Sao quá con gấp cho nội không được, nội gấp bên tôi đó nha. Rồi giờ ăn gì ta? Ăn bánh mì. Cha ăn bún hay bánh mì? Ăn gì cũng được hết. Cha ăn bánh bún đi. Cha nội ở xa quá con không gấp được. Nội tự gấp. Con thì con sẽ ăn bánh mì. Dạ. Nhưng mà phải ăn mấy cái củ khoai mì trước nè. Cho đã ăn ngon hả? Đang đói bụng nữa cả nhà ơi. Khoai mì nó dẻo tới rung. Khoai mì dẻo lắm trời. Dẻo ngon. Bộ này mài hay gì ạ? Dạ. Dạ mài đó bác ba. Mài rồi vậy dẻo không? Đó, khoai mì từ giống của bác ba chiết ra đó. Quý vị và các bạn thân mến, đây là bác ba, là ba chồng của chị Hương Cô. Anh ruột của cha. Ủa Hương Cô giờ đi làm hả bác ba? Làm chi gì ạ? Làm chi gì hả? À xin năm. Tại có con thấy có mấy chị trên Facebook á, bác ba xin chỉ cây trống cho chồng á bác ba. Đậu trên dưới thảm là một bệnh trên dưới thật. Anh ruột của cha cả nhà, cả nhà nhìn tôi có giống không? Cha bác ba thứ ba, cha thứ chín. Không giống. Rồi bắt đầu ăn. Cả nhà, giờ hồi nãy giờ quay mà tự điện thoại nó bị hết dung lượng. Nãy giờ tầm 5 phút. Hên là mới ăn chứ không là ăn no xong rồi không biết sao luôn nữa. Hơn là cha kia đi mút thêm lại em coi á. Ăn cái này ngon lắm rồi cả nhà. Không biết cả nhà thích không chứ lại thích ăn lưỡi vịt lắm. À, trong tiệm người ta bán cái món gì lưỡi vịt gì? Singapore gì á. Lưỡi vịt Singapore gì ngon lắm cả nhà. Bởi vì ăn cà ri rồi phải ăn béo như vậy nè. Nó mới ngon. Ngon mà mần á. Dạ ăn mần. Ăn phải béo. Ăn phải béo, phải béo. Đấy. Đúng không? Vậy chắc về nhà gì dặn đợi nay đi cảnh, còn đợi cảnh. Nay vừa nữa. Dạ. Ừ, chữa tới hàng sau. Chấm bánh mì cũng ngon á cha. Chấm gì cũng ngon. Cái gì cũng ngon. Cái đường đi vô đây là chỉ có một hai cái nhà bánh mì nó rút. Cái đường lên vuông. Cũng dòng họ không? Cho phải chấm kèm thêm miếng ớt nữa. Mặn mặn ngon lắm. Dạ. Cái này phải mì nha cả nhà chứ đừng nó trứng hột vịt nha. Hột vịt người dân thấy à gì? Tại thường thường phải mì màu trắng không à? Còn lấy em có nướng hai ổ cộng để đắp rồi ra nó làm sao nha cả nhà? Nướng cũng vậy, cũng vàng vậy rồi, mình vàng vàng vậy chứ đâu có ấy rồi. Ta bắt ba đạo, ba làm món gì? Ẩm nấu. Thường thì mình ăn nó vô tiệm mình ăn làm đâu có đậm đà như vậy. Ủa ừ, cũng cho hết. Nấu nước cốt hả bà? Còn bà đâu có nó không ẩm cho ngoài trời chứ nào không làm nghĩ với vợ của thằng Giặc rồi với thằng Hà. Dạ. Ăn đâu hết. Ủa nó dày dày nè. Mua món hai cho con mình mở tiệm bán cà ri vịt. Cà ri vịt bánh mì. Bữa nào học cái cách kiểu bán nấu cà ri Ấn Độ quá cha. Bán cà ri vịt sáng. Nó nghĩ mẹ bán sáng lại tao bánh mì với cà ri vậy thôi. Nó trưa có nghỉ. Bốn. Con với cha đẩy lên trước xưởng thanh long hạt điều gì đó. Mấy cái kho hả? Ấn Độ cà ri như vậy á thì với hai ổ bánh mì như vậy đó. Mình bán một phần vậy đó còn 20 ngàn. 20. Ổ bánh mì với lại chén cà ri. Bây giờ công nhân mà bán cha bán trên 20 thì có bán không? Nên mà cũng đảm bảo bán chữ này là bao đất luôn. Đúng rồi đó. Quá trời ngon. Hai ổ bánh mì. Nè hả?
chén cà ri ha. Trời, mình mua cái thổi con gọn nhỏ nhỏ, trời ơi, 20. Bán như phá nấu vậy cha, như phá nấu vậy đó, nhỏ nhỏ á. Đây nè, nạc nè nội. Đây rồi đưa nội nguyên cục. Đưa con đưa chén bút cho. Đây lên cổ không à. Thôi thôi đừng bỏ nữa, thôi đi. Nào có ăn cổ ấy rồi. Có con cái nhíp mà nhỏ nó bán cà tím không? Rồi có, đó. Có. Con chưa. Coi nó mới nổi bên cha. Một con ngày cha xài chung cái gì, thiếu gì. Một ngày nó bán mấy trăm ký, 200 ký hay gì vậy? Bán gì? Bán cà tím nó nướng nó vô mỡ hành á, vô bịch á, 20 ngàn 4 trái. Đâu ngon hành. Cà 5 ngàn trái hả? Bán đắt luôn. Nó đắt lắm. Con phái ăn cà tím nướng mỡ hành lắm á. Nướng cả cái mỡ hành để vô 5 ngàn trái. Bác ba khỏi cần đồ ăn cũng được, chỉ cần nướng, hai đó. Trời, nướng nó vô bịch 4 trái, 20, 4 trái, 20, hay là mua quá trời. Nó có lửa than, có dĩ để lên nướng chứ gì. Nhưng mà từ đó giờ đâu có ai mở qua tiệm bán cà ri đâu ta. Không. Không, mình đây chơi chưa thấy không. Có bán online thì có thôi. Mà mình bán cà ri độc quyền là mình có cái khoai mì này. Nhưng mà bây giờ anh đâu có nữa. Thôi nè. Bán cà ri này phải bún, mì, mì hoặc khoai lang ấy cũng được. Mà con thấy khoai mì này ăn đỡ ngán không khoai lang. Anh bán cà ri đó, anh bán ăn với mì thôi. Ờ, người có người thì người ta thích bún nữa. Càng bún ít. Nếu mà mày không phải nói anh tộn này như thịt vậy, anh tộn này ví dụ với bánh mì cũng không chừng không hết nha, no còn hết cái này nữa. Đâu hả? Ừ, ăn rồi mới vô cái miếng ngán. Người ăn á, 5 người á. Ngán thấy mày ăn. Tao ăn có miếng vợ ngán à. Bán ăn xém. Ông phải mày cho no luôn cả nhà. Chứ giờ ăn những cái tối này nằm thèm nó phải có thèm muốn nãy ăn chuyên gia gọi là vậy đó. Nhiều bạn ít cái tối nằm ao ước này cũng người thích. Để miếng này nữa ăn. Vậy chứ có khi phải đi tắm dỗ, người ta làm cà ri về tắm dỗ đãi, có khi không có ăn nữa. Tại bác ba con ơi, thì bác ba chưa tới đám này kia lên cà ri rồi cũng không bao giờ ăn được hết. Bị nhiều món quá, bị nhiều quá ăn cái tới đó tự nhiên bị no ngang à. Đó no no. Mà bây giờ ít ai để cà ri vậy anh ơi, để bột kho à. Có kỳ đám dỗ trên bắc bắc Hà Nam trở mẹ bữa đây mùng năm sáng mùng sáu lên dỗ trúng bà bánh xèo với ba cái canh dừa nấu với chuối với bí với ấy nhở. Trời, bữa lần quốc rồi mà đám từ nay còn đã canh dừa nữa hả là còn chứ anh còn anh. Trời, canh dừa mày giờ nấu chuối rồi rồi mới là mít nè chắc. Thôi con rồi phai nè, còn có chỗ còn ngỏi canh kiểm cái đó được chưa cha. Chưa phải ăn canh kiểm luôn á. Bố ăn rồi đã lắm chợ béo bữa lên cả anh gặp thật đây mẹ bữa đó ăn đầy đột nguyên chứ có còn à. Chớp qua bánh thôi nội ăn còn chúng ba cái bánh xèo á. Trời, đưa bữa lên giúp bánh xèo không ngon nội. Đây đây này, đây cái tao giới sớ rồi nội. Rồi bác ba ơi, tụi con cũng xong rồi. Ngon mà sao như đây xong rồi ngát rồi ngán. Nè anh phải ăn ruột nè. Mẹ thèm chứ làm con miếng thèm ai à, con quyện luôn rồi. Mà bảy vô làm gì mà nó chạy vô này hoài à. Bác xèo mà bảy lại. Ừ. Dạ. Dạ. Ở ngoài Lâm Đồng hả? Dạ. Ừ. Đó vậy đi đường ngoài vô hả ta? Chắc ngon. Thấy đường ngoài tráng hơn nhiều quá đó cha. Ừ. Đi đường ngoài vô. Có bác đây ngay vậy. Có ngoại không? Nào có ngoại nữa kìa. Tới rồi. Dọn cái ra đó ăn luôn coi sao lấy chát nữa cha. Dạ. Rồi. Lên bên đây thì lại cũng xin tạm dừng lại nha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng trưa chiều tối với gia đình của mình thật là vui. Cả nhà nhớ làm món cà ri vịt này ăn với gia đình mình nha. Xin chào. Lại. Ồ, nó vàng rồi nè cả nhà. Màu thiệt là đẹp luôn á, mà sao vô hình nó không đẹp bằng ngoài.